Hyun Bin Sun Ye Jin sở hữu khối tài sản hơn 1.400 tỷ, quý tử chào đời đã ngậm thìa vàng. Khối tài sản khủng mà nhóc tỳ nhà Hyun Bin Sun Ye Jin sẽ thừa kế từ bố mẹ trong tương lai khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Những món đồ mà cặp đôi nổi tiếng đã dành cho quý tử khiến fan suýt xoa ghen tị. Kể từ ngày về chung một nhà hồi đầu năm 2022, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Hyun Bin Sun Ye Jin luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Mới đây nhất, tin tức Sun Ye Jin hạ sinh con trai đầu lòng vẫn đang là chủ đề hot trên sóng truyền thông châu Á. Nhiều người vô cùng tiếc nuối trước thông tin Hyun Bin không thể ở bên vợ trong lúc cô lâm buồn vì anh bận quay phim ở Mông Cổ. Để tránh gây hoang mang dư luận, công ty của Hyun Bin cũng đã chính thức lên tiếng đính chính về lịch trình của nam diễn viên. Theo đó, Hyun Bin hoàn thành ghi hình phim mới ở Mông Cổ vào ngày 26 tháng 11 và trở về Hàn Quốc ngay sau đó. Tuy Sun Ye Jin bất ngờ chuyển dạ sớm hơn dự kiến, nhưng Hyun Bin vẫn kịp thời ở bên bà xã trong lúc cô sinh con đầu lòng vào ngày 27 tháng 11. Nhưng phản ứng của nam tài tử này thế nào trong giờ phút thiêng liêng nhất? Được biết, con của cặp đôi phim Hạ cánh nơi anh là một bé trai kháu khỉnh. Chính điều này đã khiến netizen rần rần chúc mừng cho ông bố Hyun Bin và dự đoán rằng nhóc tỳ sẽ thừa hưởng visual điển trai y như bố. Bên cạnh đó, khối tài sản khủng mà nhóc tỳ sẽ thừa hưởng từ bố mẹ trong tương lai cũng khiến dân tình trầm trồ. Cả Hyun Bin và Sun Ye Jin là những diễn viên đắt giá và thành công của màn ảnh Hàn Quốc. Không chỉ có tài và sắc, Hyun Bin và Sun Ye Jin còn có đa dạng nguồn thu nhập. Theo trang web Korea Portal, Sun Ye Jin đã kiếm được tới khoảng 11,4 tỷ đồng cho một bộ phim, gần 960 triệu đồng cho mỗi tập từ những năm 2000. Con số này đã tăng lên 2,5 tỷ đồng mỗi tập tính tới thời điểm hiện tại. Trong khi đó, sau một thập kỷ, mức thu nhập mỗi tập phim của Hyun Bin tăng gấp 3 lần cho tới bây giờ, ước tính thu về 2,6 tỷ đồng cho mỗi tập phim. Ước tính mỗi năm chỉ cần đóng một bộ phim, đôi vợ chồng quyền lực Hàn Quốc có thể thu về 80 tỷ đồng. Cả Hyun Bin và Sun Ye Jin đều là gương mặt vàng được các nhãn hàng yêu thích. Korea Bu cho biết, thu nhập từ hoạt động quảng cáo của Hyun Bin ước tính khoảng 11,8 đến 13,4 tỷ đồng mỗi năm. Sun Ye Jin có thể kiếm 8,4 đến 10 tỷ đồng từ quảng cáo. Ngoài ra, họ còn có thể tăng thu nhập nhờ khoản lãi từ việc bán bất động sản. Sun Ye Jin thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, nên số tiền cát-xê cô thu về không phải là con số nhỏ, dao động vài tỷ đến chục tỷ đồng trên mỗi hợp đồng. Theo thống kê, tài sản của Hyun Bin cũng không hề kém cạnh. Khi cộng cả phần bất động sản, số tài sản mà anh đang sở hữu có giá trị khoảng gần 300 tỷ đồng. Con số này còn có thể hơn gấp nhiều lần khi nam diễn viên xuất hiện trong nhiều vai diễn, hợp đồng quảng cáo ở nhiều quốc gia khác nhau. Chính điều này đã khiến netizen tin chắc rằng nhóc tỳ nhà cặp đôi Hyun Bin và Sun Ye Jin là nhóc tỳ số hưởng nhất, ngậm thìa vàng ngay từ khi chào đời. Trước đó, Hyun Bin và Sun Ye Jin vừa mua xe đẩy cho con đầu lòng. Xe đẩy này là phiên bản giới hạn, chỉ có 299 chiếc trên toàn thế giới và có giá lên đến hơn 1.000 đô, hơn 24,8 triệu đồng. Chiếc xe đẩy này trước đó cũng được Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee mua cho con. Khán giả xuất xa vì độ chịu chi của cặp vợ chồng sao Hàn đình đám. Có bố mẹ là người nổi tiếng và giàu có, tương lai ngậm thìa vàng, sinh ra ở vạch đích chính là nói về con của Hyun Bin và Sun Ye Jin. Sun Ye Jin và Hyun Bin bén duyên lần đầu tiên khi cùng hợp tác trong phim Cuộc đàm phán sinh tử 2018 và chính thức tìm hiểu nhau khi tái hợp lần 2 với Hạ cánh nơi anh 2019. Sau hơn 2 năm hẹn hò, bộ đôi quyền lực đã quyết định về chung một nhà vào đầu năm nay.